Chào tất cả các bạn học sinh 2K6 trên khắp cả nước. Thầy đây các bạn nhé. Đấy. 2K6 có online không nhỉ? 2K6 chỉ còn 17 ngày nữa là các bạn thi đại học rồi. Thầy đây các bạn nhé. Online hết chưa các bạn ơi? Đâu hết rồi, đâu hết rồi. Những con người thề non hẹn biển với tôi đâu hết rồi. Những con người nói với tôi là yêu thương tôi vô cùng tận đâu rồi ạ? 2K6 vào học văn cùng thầy Nhật em ơi nhá. Ok, các bạn đã online chưa nhở? Thầy đây các bạn nhá. Đấy, 2K6 đâu hết rồi, sắp thi đến nơi rồi đúng không em? Có lo không ạ? Có áp lực không ạ? Không có gì phải sợ các bạn nhé. Đấy, quá là bình thường luôn đúng không? Nó cũng chỉ là một kỳ thi thôi mà các bạn đúng không? Chúng ta chả có gì phải sợ hãi cả. Đấy, cứ bình tĩnh thôi đúng không các bạn? Điều gì đến rồi nó cũng sẽ đến đó các bạn ạ. Ok, thật là bình tĩnh các bạn nhé, bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Ok, online hết lên các bạn nhé. Đâu hết rồi, 2K6 của tôi đâu hết rồi, những con người thề non hẹn biển với tôi đâu hết rồi, những con người là nói với tôi là yêu thương tôi vô cùng tận đâu rồi ạ. Thầy đây các bạn nhé. Đấy, online hết lên các bạn nhé. Các bạn nhớ chia sẻ video này về nhá, rủ hết người yêu cũ, người yêu mới vào đây học bài cùng với thầy Nhật cho vui các bạn nhé. Đấy, online hết lên các bạn nhé. Đâu rồi, thầy đây các bạn nhé. Ok các bạn ơi, các bạn nhớ thả tim vào thầy nhá, thể hiện tình yêu của các bạn với thầy nhé các bạn nhé. Đấy, như chúng ta đã biết thì 2K6 các em cũng chỉ còn đâu đấy đúng không, 17 ngày nữa là các bạn đi thi đại học rồi. Đấy, và bản thân thầy cũng rất là lo lắng cho các bạn và hy vọng là chúng ta sẽ gặt hái được nhiều những thành quả đối với bộ môn văn các bạn nhé. Đấy, thật nhiều điểm 9 các bạn nhé. Thầy chúc tất cả các bạn đang xem video này sẽ đạt điểm 9 cộng môn ngữ văn thi đại học đúng không? Ok, online lên ngay em nhé. Đấy, thầy đây các bạn nhé, được chưa? Rồi, thầy sẽ đọc bình luận trên cả hai kênh đúng không? Thầy sẽ đọc bình luận trên cả lớp văn thầy Nhật và trên cả TikTok đúng không ạ? Thầy Nhật dạy văn. Ok, hôm nay thì thầy sẽ like trên cả hai kênh đấy. Và hy vọng là 2K6 sẽ ủng hộ thật là nhiệt tình đấy, buổi livestream này các bạn nhé. Ok, được chưa? Rồi, thầy đang online đây rồi nhé. Đấy, hãy thả một trái tim vào thầy Nhật nhá, rủ hết người yêu cũ người yêu mới vào đây học bài cùng với thầy Nhật cho vui các bạn nhé. Rồi, ok rồi, chào bạn Hoài Trang, chào bạn Hòa Trung Hiếu, chào bạn Nguyễn Cường, chào bạn Vương Kim Uyên, chào bạn Quỳnh Như, chào bạn Nguyễn Khôi, chào bạn Cậu Tún, chào bạn Ngô Thị Thu Hoài, chào bạn Thảo Ly. À, mai em thi thử thầy ơi, chúc em thi tốt nhá. Chào bạn Nguyễn Cường, chào bạn Hà Trung Hiếu, ok. Chào bạn Hoài Nam, ok, thì chào tất cả các em nhá. Thầy phát lại hay đăng like đấy ạ? Thầy đăng like đây, thầy đọc được comment của em bên này. Chào bạn Chấm, chào bạn Mẹ Bảo Ngủ Sớm, chào bạn Beo, chào bạn Hy. Rồi, rồi thì chào tất cả các em. Đấy. Các bạn đã online hết chưa? Các bạn đã sẵn sàng cháy hết mình trong buổi tối ngày hôm nay chưa? Đấy. Các bạn nhớ chia sẻ video này về nhá, rủ hết người yêu cũ người yêu mới đúng nào vào đây học bài cùng với thầy Nhật cho vui các bạn nhé, được chưa? Chúng ta sắp thi rồi đúng không? 2K6 thì thi đến nơi rồi đấy, thầy tin là 2K6 cũng sẽ làm bài tốt thôi đúng không? Ok đấy, các bạn đã online chưa nhở? Rồi, chào bạn Thùy Mai, chào bạn Lê Quốc An, chào bạn Kim Ngân, chào bạn Phạm Thị Hải Yến, chào bạn Nguyễn Thị Cẩm Ly, chào bạn Vân đây, chào bạn Phùng Hiển, chào bạn Nguyễn Đức Hải, chào bạn Ngô Thị Thu Hoài, chào bạn Thùy Dương, chào bạn Hoài Trang, chào bạn Lê Nhi, ok. Chào bạn Phi Hùng, chào bạn Lường Thị Du, ok, để trả lời các em. Chào bạn Nam 06, chào bạn Thu Thủy, chúc thầy sức khỏe nhé, cảm ơn em rất nhiều. Chào bạn Hòa Xuân, chào bạn Khánh Đặng, ok, để trả lời các em. Các bạn nhớ thả tim vào thầy nhá. Đấy, rủ hết người yêu cũ, người yêu mới vào đây, học bài cùng với thầy nhá các bạn nhé. Như chúng ta đã đều biết ấy, thì nó có một cái quy luật nhỏ nhỏ đúng không? Nó có một cái quy luật, đó là gì các em biết không? Đó là đôi khi nha các bạn nhé, đôi khi là 4 năm quay lại một lần. Đó. Nếu các bạn để ý đúng không? Đấy, đôi khi nó có một cái quy luật là 4 năm quay lại một lần. Cho nên là 2K2 thi đất nước thì chúng ta cũng nên quan tâm đến bài đất nước nhá. Bài đất nước cũng là một bài rất dễ thi. Đấy. Đặc biệt là với bối cảnh như hiện nay đúng không ạ? Thì tác phẩm đất nước sẽ luôn là một trong số những tác phẩm trọng tâm của chương trình ngữ văn lớp 12 ôn thi đại học dành cho các bạn học sinh sinh năm 2006 đúng không ạ? Và thầy hy vọng là các bạn 2K6 sẽ ủng hộ thầy hết mình trong buổi live ngày hôm nay.
Các bạn nhớ chia sẻ video này và rủ hết người yêu cũ, người yêu mới của mình vào đây học bài cùng với thầy Nhật cho vui các bạn nhé. Ok. Rồi, chào bạn CCCP. Chào bạn Nghĩa hai chữ A. Chào bạn Phạm Trang, chào bạn Nam 06, chào bạn Thu Thủy. Ok, để chào tất cả các em nhá. Nhớ đẩy view thầy nhá. Nhớ thả tim thật là nhiệt tình cho thầy các bạn nhá. Bài này rất là dài, bài này sẽ rất là dài các bạn nhá. Cho nên là chúng ta hãy đi pha cà phê đi các bạn nhá. Đấy, chúng ta sẽ overnight đấy các bạn nhá. Chúng ta sẽ xuyên màn đêm đấy. Cho nên là các bạn hãy thể hiện tình yêu của các bạn với thầy bằng việc là thả tim video này, chia sẻ video này, rủ hết người yêu cũ, người yêu mới vào đây học bài cùng thầy Nhật cho vui. Hôm nay thì thầy Nhật thật sẽ đọc bình luận trên cả hai kênh. Thầy Nhật sẽ đọc bình luận trên cả hai kênh. Một là trên fanpage lớp văn thầy Nhật và hai là trên kênh TikTok thầy Nhật dạy văn nhá. Ok. Thầy ơi, đăng bài này trên YouTube không ạ? Thầy cũng chưa biết được. Thầy có like trên Facebook không? Có. Học full một buổi luôn à thầy? Đúng, một buổi xong hết bài này luôn nhá. Chúng ta biết là bài đất nước thì nó có 90 câu, nó rất là dài. Đấy, bài đất nước thì nó có đến tận 90 câu cơ các bạn ạ. Cho nên là hãy thể hiện tình yêu của các bạn với thầy Nhật bằng việc là chia sẻ video này và thả tim thật là nhiệt tình xem hết cả buổi nhá các bạn nhé. Đấy, các bạn biết là bài đất nước nó rất là dài đúng không? Bài đất nước có 90 câu và hôm nay thầy và các bạn sẽ cùng nhau khô máu cả 90 câu các bạn nhé. Chào bạn Lương Uyển Nhi, chào bạn Trần Mạnh. Rồi, thầy ơi, ngọn cờ đỏ thắm gió lồng cửa hang đi ạ, Việt Bắc à? Odin Việt Bắc à? Em lên lớp ngủ tiết văn chỉ đợi thầy like để học quá đáng thế nhỉ? Ok, đấy. Được chưa? Nguyễn Hiền Mai, bao giờ thầy dạy vậy ạ? Thầy dạy cái gì cơ? Thầy phân tích phần cuối bài Việt Bắc đi ạ. Ok, hôm nào rảnh thì thầy sẽ phân tích Việt Bắc nhá. Chào bạn Rolak Taylor, chào bạn Phúc Hoàng, chào bạn Nhật Minh, chào bạn Huyền Trang, chào bạn Bùi Thị Huệ, chào bạn Đỗ Phúc, chào bạn Trần Mạnh, chào bạn Lương Uyển Nhi, chào bạn Hoài Trang. Ok, chào bạn Nguyễn Thị Cẩm Ly. Ok nhá. Đấy. Các bạn nhớ chia sẻ video này về nhá. Ok chưa? Đấy, để còn tiện xem lại nhá. Và chúng ta đều biết là bài Việt Bắc, bài đất nước cũng là một trong số những cái bài mà tỷ lệ thi rất là cao, đúng không ạ? Ok. Chào bạn Đỗ Đại học thì đổi tên. Chào bạn Minh Nhật, bạn này cùng tên với thầy này. Ok, rồi. Chào bạn Nguyễn Thị Khánh Linh. Ok, chào tất cả em nhá. Thả tim nhiệt tình cho thầy các bạn ơi, nhá các bạn nhá. Ok. Có lẽ là buổi sau đi các bạn. Buổi sau thì thầy sẽ phân tích cho các bạn Việt Bắc đoạn cuối nhá. Hay là các bạn thích nghe đoạn A Phủ bị xử kiện đúng không? Đấy, các bạn thích cái gì ạ? Ok. Đấy, thầy sẽ like trên cả hai kênh và thầy đọc bình luận trên cả hai kênh. Huỳnh Trâm em tủ đất nước hi hi. Ôi dồi ôi, đừng có tủ các bạn ơi, đúng không? Thầy có một lời khuyên cho các bạn là các bạn đừng tủ nhá. Đấy, đứa nào tủ sẽ bị hôi nách các bạn nhá. Ok. Rồi, chào bạn Quỳnh Như, chào bạn Vũ Yến Như nhá. Ok. Lên lớp cô giảng không hiểu về xem thầy like hiểu luôn. Cảm ơn em rất nhiều. Chào bạn Nhật Linh, chào bạn Hana đây, chào bạn Anh Trúc, chào bạn Huỳnh Trâm. Chào bạn học sinh chăm ngoan, chào bạn Yến Nhi, phân tích người này đo sông Đà đi thầy. Đấy. Mỗi đứa lại sợ một bài. Đấy, mỗi đứa sợ một bài. Mỗi bạn sợ một bài. Đấy, mỗi bạn lại có một cái kiểu sợ khác nhau và thầy không thể nào chạy theo tất cả các bình luận của các bạn. Nhưng thầy sẽ cố gắng làm sao để giảng được nhiều bài nhất có thể. Được chưa? Bữa nghe thầy giảng vợ chồng A Phủ đi thi thử được 9 điểm rưỡi. Chúc mừng bạn Nghĩa hai chữ A. Chào bạn Trương Ngọc Anh. Việt Bắc thì có lẽ là để hôm khác các bạn nhé. Ok, rồi. Hương Giang dậy đi thầy ơi. Thì các bạn đã sẵn sàng học bài chưa? Nếu các bạn sẵn sàng học bài, các bạn bình luận cho thầy là sẵn sàng. Chào bạn Mê Linh, chào bạn Đỗ Phúc, chào bạn học sinh chăm ngoan, chào bạn Minh Nhật. Ok, đấy. Rồi, chào bạn Nhật Ánh, chào bạn Trương Ngọc Anh, chào bạn Minh Anh, muốn đi ngủ. Chào bạn Trương Ngọc Anh, chào bạn học sinh chăm ngoan. Các bạn đã sẵn sàng học bài chưa? Nếu các bạn sẵn sàng học bài, các bạn có thể comment cho thầy là sẵn sàng nhé. Hôm nào thầy lên live hồn trước ba giang thì đi. Hồn trước ba giang thì trên YouTube của thầy có rồi nhá, không chịu xem nhá, lười nhá. Chào bạn Hương Giang. Rồi ok, chúng ta đã sẵn sàng học bài. Và các bạn lấy sách giáo khoa cho thầy ạ. Ok. Các bạn lấy hết sách giáo khoa cho thầy ạ. Các bạn chia sẻ video này và thả tim video này bởi vì có thể là sau buổi live này thầy sẽ ẩn video đi nhá. Cho nên các bạn nhớ chia sẻ để còn về tiện xem lại. Ok chưa? Rồi. Ok nhá các bạn nhá. Rồi, các bạn dở hết sách giáo khoa cho thầy nào. Nào lấy sách giáo khoa nhá. Nào, lấy hết sách giáo khoa cho thầy nào. Ok. Đấy, lấy hết sách giáo khoa nhá. Bây giờ dở cho thầy này, dở sách ra này. Chúng ta dở lại sách giáo khoa ra nhá. Ok. Đấy. 2K6 thì chắc là chẳng lạ gì thầy Nhật nữa rồi đúng không? Đấy. Và bây giờ thầy cũng xin được chúc tất cả các bạn học sinh 2K6 trên khắp cả nước đang xem buổi live này, các em sẽ được trên 9 cộng môn văn thi đại học nhá. Nhớ thả tim vào thầy nhá, rủ hết người yêu cũ, người yêu mới vào đây học bài cùng với thầy nhá. Ok. Đấy. Thầy Nhật yêu các bạn học sinh 2K6 rất là nhiều và hy vọng là các bạn sẽ đừng rơi vào bất cứ một cái trạng thái nào bị áp lực gì cả, đúng không? Cuộc thi thì nó cũng chỉ là cuộc thi thôi các bạn, cho nên chúng ta cũng chả gì phải xoắn đâu các bạn nhé. Ok, đấy. Chúng ta đều biết là bài đất nước cũng là một trong số những cái bài mà tỷ lệ thi của nó rất là cao.
Phải nói thẳng là như thế nhé. Bài Đất Nước là một tác phẩm mà cái tỷ lệ thi của nó rất rất là cao các bạn nhé, cho nên việc mà chúng ta học kỹ tác phẩm Đất Nước ấy là một điều hoàn toàn đúng đắn nhé. Ok đấy, nhớ chia sẻ video này về nhá. Ok ạ. Rồi rồi, thầy chào các em, chào bạn thầy ơi, xem lại như nào á, các bạn có thể xem lại ở trên các kênh của thầy nhá. Ok được chưa, chúng ta cùng nhau đến với tác phẩm Đất Nước nhá. Thầy ơi ôn bài sóng, thấy không các bạn, thấy không các bạn, thấy các bạn ngang không đấy. Mỗi một buổi học thì mỗi đứa lại sợ một bài khác nhau đấy, mỗi người lại sợ một bài khác nhau, cho nên là không thể nào mà chiều hết được đúng không ạ. Ok chưa, rồi ok nhá. Thế thì bây giờ như này, khi chúng ta đến với bài Đất Nước đúng không, một bài thơ rất là dài mà số lượng câu thơ của nó lên đến tận 90 câu, và bài này tỷ lệ thi của nó rất là cao đúng không, bởi vì chúng ta đều biết là nó có một cái quy luật hay xảy ra, ngoài cái việc chúng ta quan tâm đến đề của Sở Nam Định thì chúng ta cũng quan tâm đến những quy luật ra đề đó. Đó là một cái quy luật mà các bạn, nếu các bạn để ý, các bạn thấy là 4 năm nó thường quay lại một lần, và anh chị 2K2 thi vào Đất Nước thì tại sao chúng ta lại không ôn kỹ bài Đất Nước đúng không em? Ok đấy, hôm nay trong buổi học ngày hôm nay thì thầy sẽ giảng hết tác phẩm Đất Nước, vì vậy thầy hy vọng là các bạn sẽ thả tim thật nhiệt tình cho thầy đấy, chia sẻ video này, rủ hết người yêu cũ người yêu mới vào đây học bài cùng với thầy Nhật cho vui nhá. Chào bạn HP Hương, chào bạn Quỳnh Anh, ok, chào bạn Hải Nam. Ok chưa? Rồi. Bây giờ như này nhá. Việc đầu tiên này, khi chúng ta đến với một bài thơ mà nó dài như bài thơ Đất Nước đúng không? Đấy. Được chưa nào? Thì việc đầu tiên của chúng ta không phải là cắm đầu cắm cổ và phân tích. Bài thơ Đất Nước này nó có tổng cộng là 90 câu thơ nhá các bạn nhá. Đấy, nó có 90 câu thơ. Có nghĩa là nó rất là dài đúng không? Nó viết theo lối trường ca, viết theo kiểu kể lể liệt kê đúng không? Rất là dài nhá các bạn nhé. Cho nên việc đầu tiên khi chúng ta gặp một bài thơ dài ấy, kể cả với các em học sinh 2K7 cũng thế đúng không, việc đầu tiên của chúng ta không phải là cắm đầu vào phân tích đúng không, mà việc đầu tiên là các em sẽ phải làm việc đây, các em sẽ phải hệ thống lại kiến thức cho bài thơ này, hệ thống lại kiến thức cho bài thơ này. Thế thì khi chúng ta hệ thống lại kiến thức cho bài thơ này nhá, chúng ta nhớ này này, thứ nhất đó là 9 câu thơ đầu đúng không, đấy 9 câu thơ đầu nhá, thì nhà thơ này sẽ tập trung trả lời cho câu hỏi đất nước này có từ bao giờ đúng không đấy, đất nước này có từ bao giờ nhé các bạn nhé, đó là 9 câu thơ đầu đúng không đấy, 9 câu thơ đầu nhé. Thứ hai này các bạn này, các bạn nhớ này nhé, thứ hai này đó là từ câu thơ số 10 đất là nơi anh đến trường cho đến câu thơ số 42 làm nên đất nước muôn đời đúng không, đây là từ câu số 10 đến câu 42 đúng nào, nó sẽ trả lời cho câu hỏi đất nước này là gì, được chưa, đất nước này là gì, từ câu 10 đất là nơi anh đến trường cho đến câu làm nên đất nước muôn đời nha các bạn nhé. Tiếp tục này, từ câu thơ số 43 những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi Vọng Phu này cho đến hết cả bài đúng không, đến là đến câu thơ số 90 nhá. Đấy, trong buổi học ngày hôm nay thì thầy sẽ giảng hết cho các bạn cả bài Đất Nước luôn nhá. Thế thì từ câu thơ số 43 đến câu thơ số 90 nó sẽ trả lời cho câu hỏi đất nước này là do ai làm ra, sẽ do ai bảo vệ và gìn giữ muôn đời. Thì đây là toàn bộ hệ thống kiến thức của bài thơ Đất Nước. Nghĩa là khi mình gặp một bài thơ, mình phải biết là cái đoạn người ta cho của mình nhá, nó thuộc vào phần nào trong bài. Đúng không? Nó có thể là 9 câu thơ đầu trả lời cho câu hỏi đất nước này có từ bao giờ. Nó có thể là từ câu thơ số 10 đến câu thơ số 42 trả lời câu hỏi đất nước này là gì. Nó có thể từ câu thơ 43 đến câu thơ 90 nó trả lời cho câu hỏi đất nước này là do ai làm ra, sẽ do ai bảo vệ và gìn giữ muôn đời nhá. Ok đó, thế thì chúng ta nhận thấy là đây là một điều mà chúng ta sẽ học trong cái buổi học ngày hôm nay đúng không, và trong buổi học ngày hôm nay thì thầy sẽ giảng cho các bạn đó là tất cả 90 câu thơ trong bài Đất Nước các bạn nhé. Đấy, 90 câu thơ trong bài Đất Nước. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ làm gì ạ? Việc đầu tiên nhá là chúng ta sẽ cùng nhau mở bài đúng không, ok, việc đầu tiên này là chúng ta sẽ cùng nhau mở bài cho bài Đất Nước, được chưa, chúng ta cùng nhau mở bài cho tác phẩm Đất Nước nhá. Thế thì mở bài cho Đất Nước có rất nhiều cách đúng không? Thứ nhất, chúng ta có thể đi vào từ đề tài đúng không? Chúng ta có thể đi vào từ đề tài tình yêu quê hương, tình yêu đất nước đúng không? Đấy, chúng ta có thể nói là gì đấy? Trong dòng chảy của văn học Việt Nam thì đề tài tình yêu quê hương nhá, tình yêu đất nước là đề tài muôn thuở và được khai thác rất nhiều đúng không? Từ cổ chí kim thì đề tài rộng lớn nhất và được khai thác nhiều nhất đó là đề tài về tình yêu quê hương, tình yêu đất nước. Nằm trong mạch nguồn cảm xúc của những tác phẩm viết về đề tài tình yêu quê hương đất nước, làm sao ta có thể quên được đoạn trích Đất Nước thuộc chương 5 của trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Một nhá,
Cách thứ hai, các bạn có thể mở bài bằng thơ, được chưa? Các bạn hoàn toàn có thể mở bài bằng thơ. Ví dụ, chúng ta có thể mở bài bằng thơ của Nguyễn Đình Thi. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa, đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay lả rập rờn, mây mờ trên đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Đất nước Việt Nam, 4.000 năm lịch sử, lưng tựa thế núi, mắt trông ra biển Đông. Thiên nhiên nơi đâu chẳng hóa hồn con người. Đây là cách mở bài thứ hai. Cách mở bài thứ ba, chúng ta có thể mở bài bằng gì ạ? Lý luận văn học nhé. Chúng ta cũng có thể mở bài bằng lý luận văn học. Chúng ta đi từ chức năng giáo dục của văn học nhé. Đấy. Chúng ta đi từ chức năng giáo dục của văn học. Đó là gì đấy? Đất nước Việt Nam, một đất nước, một dân tộc anh hùng, lưng đeo gươm, tay mềm mại, bút hoa. Nếu như những tia nắng được sinh ra để thiêu đốt cái lạnh mùa đông. Nếu như bông hoa cúc được sinh ra để hát lên bài ca về miền thảo nguyên mênh mông đầy nắng gió, thì văn chương được ra đời để đưa con người ta đến những tư tưởng tốt đẹp và đúng đắn. Và đoạn trích đất nước của Nguyễn Quang Điểm là một tác phẩm như thế, đem đến cho chúng ta những cái nhìn đúng đắn về đất nước, những tư tưởng mới mẻ và tiến bộ. Khi nói đến tên tuổi của nhà thơ Nguyễn Quang Điểm, chúng ta biết rằng Nguyễn Quang Điểm là một nhà thơ của thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cùng thời với những tên tuổi nổi tiếng như Trần Mạnh Hảo, Trần Đăng Khoa, Lâm Thị Mỹ Dạ, Lê Thị Mây, Phạm Tiến Duật, Xuân Quỳnh. Họ viết về hào khí của cả một dân tộc xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Nói đến phong cách sáng tác của Nguyễn Quang Điểm, ta biết rằng ông khẳng định tài năng của mình ở phong cách thơ, đó là gì em? Đó là trữ tình chính luận, các bạn nhé. Đấy. Ông khẳng định tài năng của mình ở phong cách thơ ca, đó là trữ tình chính luận, đúng không em? Trữ tình là gì em? Trữ tình là giọng điệu thơ thủ thỉ mộc mạc tâm tình nhá. Trữ tình là bày tỏ cảm xúc nhá. Đấy. Trữ tình là bày tỏ cảm xúc, được chưa nào? Thế còn chính luận là gì em? Chính luận là bởi vì nhà thơ này có xu hướng khám phá nhá. Cắt nghĩa, bóc tách, đúng không? Lý giải mọi điều. Nói một cách đơn giản, thơ ca của Nguyễn Quang Điểm là sự kết hợp hài hòa giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng nhá. Đấy, đó là sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng. Được chưa nào các bạn? Đấy, cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng này. Thế thì đoạn trích đất nước, nếu nói về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này được sáng tác tại chiến khu Trị Thiên vào năm 1971, khi mà cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta đi vào giai đoạn vô cùng cam go và ác liệt, đúng không? Nhưng em nhìn này, có một bộ phận thanh niên ở những khu tạm chiếm miền Nam, họ đang vùi mình vào rượu và ma túy, họ quên đi nỗi nhục mất nước. Vì vậy những tác phẩm như thế này được ra đời để thức tỉnh ý thức vai trò trách nhiệm của con người Việt Nam với quê hương, với tổ quốc. Tác phẩm này được truyền miệng trong nhân dân vào những năm 72-73 và được xuất bản lần đầu tiên năm 1974 nhé các bạn nhé. Đấy, được chưa nào? Là chương 5 của trường ca Mặt đường khát vọng. Toàn bộ bài thơ này đã cho chúng ta những tư tưởng đầy mới mẻ. Đất nước này là của nhân dân, do nhân dân làm ra, sẽ do nhân dân bảo vệ và gìn giữ muôn đời. Nhà thơ tập trung lý giải cho bộ ba những câu hỏi. Đó là gì đấy? Đó là đất nước này có từ bao giờ? Đất nước này là gì? Đất nước này do ai làm ra? Sẽ do ai bảo vệ và gìn giữ đến muôn đời? Được chưa? Thế thì đây chính là phần mở bài của đất nước và thầy đã hướng dẫn các bạn ba kiểu mở bài nhé. Tiếp tục nhé. Chúng ta đến với tác phẩm này. Chúng ta cùng nhau dở sách áo hoa rồi nè. Chúng ta cùng nhau dở sách áo hề nhé. Đó là trang số 118 trong sách áo hoa đây, đúng không? Nhá, ok. Đấy. Đất nước đoạn nào ra rồi ở thầy á? Đoạn nào người ta cũng có thể ra bình thường nhá. Ok. Đấy. Các bạn nhớ thầy nhá. Đất nước người ta có thể ra bất cứ đoạn nào. Cho nên đã học thì học hết đi, đừng có tủ theo đoạn nhá. Đấy, đúng không? Không lại năm 17 tuổi em đi lấy chồng là nguy hiểm lắm đấy các bạn nhá. Ok chưa? Nào, bây giờ chúng ta dở thầy này, đó là 9 câu thơ đầu. Nào, chúng ta cùng nhau khám phá 9 câu thơ đầu đất nước nhá. 9 câu thơ đầu này thì đây là câu thứ 1 này, đúng không? Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi nhá. Đây là câu thơ số 1 này. Ok. Và câu thơ số 9 này, đất nước có từ ngày đó này, đây là câu thơ số 9 nhá. Vậy thì cái đoạn thơ đầu tiên này này, các bạn hiểu thế này, cái đoạn thơ đầu tiên này, đúng không? Nó sẽ tập trung lý giải cho câu hỏi, đúng không? Nó sẽ tập trung trả lời cho câu hỏi nhá. Đất nước này có từ bao giờ? Được chưa? Đấy, đất nước này có từ bao giờ? Được chưa các bạn? Đó, các bạn hiểu thế này nhá.
9 câu thơ đầu nó sẽ trả lời cho câu hỏi đất nước này có từ bao giờ. Và như chúng ta đã thấy thì trong 9 câu thơ đầu này, thì câu thơ thứ nhất đó và câu thơ số 9 đó là những câu thơ trả lời. Đó là những câu thơ khẳng định, đó là những câu thơ trả lời. Đất nước này đã có từ xa xưa, đúng không? Đất nước này đã có từ xa xưa và tồn tại cho đến tận ngày hôm nay nhé. Đấy, đã có từ xa xưa và tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Đó là nội dung của câu thơ thứ nhất và câu thơ thứ 9. Thứ hai chúng ta nhận ra này, trong toàn bộ bài thơ đất nước này thì hai tiếng đất nước luôn luôn được viết hoa, bởi vì hai tiếng đất nước nó trở nên thiêng liêng trong lòng của mọi con người Việt Nam hơn mọi từ ngữ trên đời này. Được chưa? Và trong quan điểm của người xưa, ví dụ như trong những vần thơ của Lý Thường Kiệt, trong bài Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt đọc trên sông Như Nguyệt, như các bạn nhé, sông núi nước Nam, vua Nam ở, giành giành định phận tại sách trời, đúng không? Trong quan niệm của người xưa thì có lẽ đất nước hiện lên thật là xa xôi trừu tượng. Đất nước hiện lên có phần xa xôi cao siêu trừu tượng, gắn liền với ngai vàng của nhà vua, gắn liền với thiên thư là sách trời, đúng không? Thiêng liêng nhưng cao siêu, xa xôi, xa lạ. Hoặc trong cách nhìn của đại thi hào Nguyễn Trãi trong bài Bình Ngô Đại Cáo đã từng khẳng định rằng từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Trong cách nhìn nhận của Nguyễn Trãi thì đất nước đôi khi là sự tiếp nối của các triều đại phong kiến. Hoặc trong quan điểm của Chu Mạnh Trinh hoặc Nguyễn Khuyến thì đất nước đôi khi hiện lên lại là cảnh đẹp quê hương. Nhưng nằm trong dòng chảy của những tác phẩm viết về đề tài tình yêu quê hương, tình yêu đất nước thì Nguyễn Quan Điểm lại không nhìn nhận như vậy. Trong cách nhìn của Nguyễn Quan Điểm, đúng, đất nước thiêng liêng nhưng nó không xa xôi, không cao siêu, không trừu tượng, mà đất nước trong cái nhìn của Nguyễn Quan Điểm trở nên gì đấy, vô cùng gần gũi nhá, mộc mạc giản dị thân thương, đúng không? Mộc mạc giản dị thân thương, vô cùng gần gũi xuất hiện trong đời sống hàng ngày của con người Việt Nam. Được chưa? Thứ nhất nhá, thầy giải thích các bạn này. Đất nước có trong những cái ngày sửa ngày xưa mẹ thường hay kể. Ngày xưa này là cụm từ được sử dụng để mở ra những tác phẩm, những câu chuyện cổ tích thần kỳ. Đó là thế giới của những ông bụt bà tiên với tấm cám thạch xanh sọ dừa cây khế cây tre trăm đốt. Đúng không? Đó, đó là thế giới của những câu chuyện cổ tích. Đó là những tác phẩm do nhân dân sáng tạo ra với niềm tin ở hiền gặp lành. Những câu chuyện đi vào trong tiềm thức của mỗi đứa trẻ Việt Nam từ thuở còn nằm trong nôi. Đất nước hiện hữu lên từ những câu chuyện cổ tích trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, không phải là những cái gì xa xôi cao siêu trừu tượng, mà gắn liền với đời sống hàng ngày của chúng ta, chân phương, mộc mạc, bình dị mà gần gũi. Tiếp tục này, đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bạn. Ở đây chúng ta bắt gặp đó là từ bắt đầu và từ bây giờ là để chỉ mốc thời gian, để khẳng định rằng đất nước này đã có từ xa xưa và tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Hình ảnh miếng trầu có trong tất cả mọi lễ hội của con người Việt Nam, đúng không? Tất cả từ ma chay hiếu hỷ đều có hình ảnh của miếng trầu, gợi nhắc cho chúng ta đến câu thành ngữ miếng trầu là đầu câu chuyện, đó là sự tích trầu cau. Đó là tình cảm anh em, đó là tình cảm vợ chồng. Đất nước hiện hữu lên thân thương gần gũi như hình ảnh miếng trầu bà ăn. Tiếp tục nhé. Đất nước lớn lên khi dân mình biết chồng che và đánh giặc. Khi nhà thơ này sử dụng từ lớn lên, ta nhận thấy lớn lên là nghệ thuật nhân hóa từ một khái niệm có phần trừu tượng như đất nước. Khi được sử dụng từ lớn lên, ta nhận thấy đó là sự hình thành và phát triển trưởng thành của đất nước thông qua truyền thống đánh giặc của con người Việt Nam, đúng không? Thông qua hình ảnh của chàng thánh gióng nhá, một đứa trẻ 3-4 tuổi chưa biết nói biết cười, nhưng câu nói đầu tiên của nó là đòi đi đánh giặc, ăn cơm của nhân dân, vươn mình cao lớn, nhổ bụi che ngà, đánh tan giặc ngoại xâm. Đúng không em? Ok. Đất nước hiện hữu lên như một sinh thể có hồn và có cá tính, trưởng thành lên thông qua truyền thống đánh giặc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Tiếp tục nhá. Tóc mẹ thì bới sau đầu. Đây là cách làm đẹp của người phụ nữ miền Nam nói riêng và của người phụ nữ Việt Nam nói chung, gợi nhắc cho chúng ta đến đó là câu ca dao vô cùng quen thuộc nhé. Tóc ngang lưng vừa chừng em bới để chi dài bối rối lòng anh. Đúng theo nghe. Ok. Và chúng ta thấy này, đất nước hiện hữu lên từ thói quen cách làm đẹp của những người phụ nữ Việt Nam, đúng không nào? Đảm đang, trung thủy, hồn hậu và khéo léo.
Các bạn nhé, nếu chúng ta yêu những câu chuyện cổ tích, nếu chúng ta yêu hình ảnh miếng trầu, nếu chúng ta yêu truyền thống đánh giặc, nếu chúng ta yêu cách làm đẹp của các bà, các mẹ, các chị, cũng chính là chúng ta yêu nước. Tiếp tục này, cha mẹ thương nhau, từ đầu tiên ta quan tâm đây, đó là từ thương. Tại sao người ta hay sử dụng từ thương đến như vậy? Bởi vì sao? Bởi vì đôi khi yêu nhau chỉ là rung động đến từ hai phía, đúng không? Nhưng khi dùng từ thương, nó lại có sức nặng lớn hơn từ yêu. Từ thương có sức nặng lớn hơn từ yêu, bởi vì sao đây? Bởi vì người ta chỉ dùng từ thương khi người ta đã có khoảng thời gian gắn bó lâu dài, đúng không? Đấy. Đất nước hiện hữu lên từ tình cảm thủy chung mà cha mẹ chúng ta dành cho nhau. Gừng cay và muối mặn, đó là những gia vị luôn có trong bữa ăn của người Việt. Và điều đặc trưng là càng để lâu càng giữ được hương vị nha các bạn nhé. Càng để lâu thì càng giữ được hương vị. Và gợi cho chúng ta đến câu ca dao: tay nâng đĩa muối chén gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Gừng càng già càng cay, muối chẳng bao giờ hết mặn, như tình cảm thủy chung không bao giờ phôi phai của những cặp vợ chồng ở Việt Nam. Cái kèo, cái cột thành tên. Một trong số những đặc trưng về ý nghĩa của một tác phẩm văn học, đó chính là tính hàm xúc. Thơ hay ý tại ngôn ngoại, lời ít ý nhiều, gợi nhiều hơn tả. Thơ hay tình và cảnh quyện vào với nhau, tình trong cảnh ấy, cảnh trong tình này. Cái kèo, cái cột là những vật dụng để xây dựng lên một mái nhà của người Việt Nam. Kèo là những cột bằng gỗ, cột ngang. À, đúng nào. Đấy. Cột là những cột dọc để xây dựng lên một mái nhà. Và với cái hình ảnh cái kèo, cái cột này, ta có thể hiểu theo hai cách. Thứ nhất, một em bé 3-4 tuổi ở Việt Nam, chúng sẽ bi ba bi bô tập nói, chúng sẽ gọi tên những đồ vật trong nhà, đúng không? Ok, đó là những tiếng nói đầu tiên. Cách hiểu thứ hai đó là gì? Người Việt Nam mình vẫn có niềm tin rằng đặt tên con xấu cho dễ nuôi. Họ đặt những cái tên cúng cơm cho trẻ nhỏ, đúng không? Bằng những đồ vật trong gia đình vô cùng thân thương gần gũi, đúng không? Nếu chúng ta yêu những tiếng nói đầu tiên của những em bé Việt Nam miệng còn thơm mùi sữa, nếu chúng ta yêu đó là gì đấy, cái tên của trẻ nhỏ, đúng nào, cũng chính là chúng ta yêu nước, đúng không em? Đó, thơ hay ý tại ngôn ngoại, dù ta hiểu theo cách nào cũng hoàn toàn hợp lý và chính xác. Thơ hay ta không nên truy theo nghĩa riêng để làm mất đi vẻ đẹp của đoạn thơ ta bình giảng, ta phải truy theo nghĩa chung. Tiếp tục nhé, hạt gạo phải một nắng hai sương say dã dần sàng, đất nước hiện hữu lên từ hình ảnh hạt gạo dẻo thơm ta ăn hàng ngày. Ta có thể liên hệ với những vần thơ của Trần Đăng Khoa, đúng không? Hạt gạo của làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy. Tiếp tục này, say dã dần sàng là thủ pháp nghệ thuật liệt kê, chỉ ra các bước để tạo ra hạt gạo. Một đất nước có nền văn minh lúa nước, con trâu đi trước cái cày theo sau, với những người nông dân chăm chỉ cần cù, chịu thương chịu khó với nền văn minh lúa nước. Vậy thì trong cách nhìn nhận của Nguyễn Cao Điểm, đất nước này hiện lên không phải là tư tưởng trung quân ái quốc, trung thành với nhà vua là yêu nước, không phải là cảnh đẹp quê hương, không phải là gì đấy là sách trời thiên thư, cũng không phải là đất nước này là những triều đại phong kiến, mà trong cách nhìn của Nguyễn Cao Điểm, một cách nhìn vô cùng trí tuệ, thì đất nước này hiện lên vô cùng mộc mạc, bình dị, gần gũi với đời sống sinh hoạt, xuất hiện trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Chúng ta yêu những câu chuyện cổ tích bà kể, mẹ kể, cũng chính là chúng ta yêu nước. Chúng ta yêu hình ảnh miếng trầu bà ăn hàng ngày, cũng chính là chúng ta yêu nước. Chúng ta yêu truyền thống đánh giặc của con người Việt Nam, cũng chính là chúng ta yêu nước. Chúng ta yêu cách làm đẹp của những người phụ nữ Việt Nam, của các bà, các mẹ, các chị, cũng chính là chúng ta yêu nước. Chúng ta yêu tấm lòng thủy chung của cha mẹ dành cho nhau, cũng chính là chúng ta yêu nước. Chúng ta yêu hạt gạo dẻo thơm ta ăn hàng ngày, cũng chính là chúng ta yêu nước. Chúng ta yêu tiếng nói đầu tiên của những em bé Việt Nam miệng còn thơm mùi sữa, cũng là yêu nước. Chúng ta yêu cái tên cúng cơm của trẻ nhỏ ở Việt Nam, cũng chính là chúng ta yêu nước. Đất nước hiện hữu lên từ những gì bình dị, thân thương, mộc mạc, chân phương, gần gũi, giản dị nhất. Đấy chính là cách nhìn của Nguyễn Cao Điểm. Đó là lý do tại sao có rất nhiều những bài thơ viết về đề tài tình yêu quê hương, tình yêu đất nước. Nhưng tại sao đất nước của Nguyễn Cao Điểm được đưa vào chương trình giảng dạy? Bởi nó đem đến những tư tưởng vô cùng đúng đắn, mới mẻ và tiến bộ. Đó là nội dung của 9 câu thơ đầu. Và em để ý này, nếu như đối với điêu khắc, nghệ thuật điêu khắc, thì sao các bạn? Thì chất liệu của điêu khắc có thể là đá quý, có thể là gỗ quý, có thể là kim loại, đúng không? Nếu như chúng ta đến với nghệ thuật hội họa, các bạn nhé. Đấy, nếu chúng ta đến với nghệ thuật hội họa, thì sao? Thì chất liệu của hội họa có thể là màu vẽ, có thể là than chì, có thể là màu sắc,
đúng thế không? Nhưng chất liệu của văn chương thì chính là gì đấy, là ngôn từ. Ngôn từ chính là cái để cấu thành nên một tác phẩm thơ ca. Vậy thì chất liệu của văn chương chính là ngôn từ các bạn nhé. Và ngôn từ trong bài thơ Đất nước thì phần lớn được rút ra từ trong thế giới của văn hóa dân gian Việt Nam. Vì vậy, mặc dù bài thơ này được viết theo lối trường ca, viết theo kiểu kể lể liệt kê, khó đọc, khó thuộc và khó nhớ, nhưng cái hay của bài thơ này đó là gì đấy? Mỗi một câu thơ hiện lên, nó dễ dàng đi sâu vào tiềm thức của mỗi chúng ta. Nó gần gũi như những câu ca dao, như những câu tục ngữ, như những câu thành ngữ, như những khúc hát, như những câu hò, đi sâu vào trái tim của từng con người Việt Nam. Và cả bài thơ này như một dòng nội tâm tuôn chảy của tác giả, cứ câu nọ lại vời gọi câu kia hiện ra dưới ngòi bút của Nguyễn Quang Điểm là tư tưởng về đất nước. Tiếp theo, chúng ta đến với nội dung từ câu thơ số 10 đến câu thơ số 42. Nhà thơ sẽ tập trung trả lời và lý giải cho câu hỏi đất nước này là gì? Và trong cách lý giải của Nguyễn Bảo Điểm, đất nước này hiện lên có rất nhiều cách nhìn, được nhá. Thứ nhất, đất nước này là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Thứ hai, đất nước này là một không gian rộng mênh mông. Thứ ba, đất nước này chính là sự đoàn tụ của nhân dân, là sự đoàn kết của các dân tộc anh em. Và điều này là tối quan trọng với một quốc gia đa dân tộc như Việt Nam. Chúng ta đến từ câu 10 đến câu 13 này. Đất là nơi anh đến trường, nước là nơi em tắm. Hai câu thơ này sóng đôi biển ngẫu với nhau, song hành cùng với nhau. Nghệ thuật ở đây là nghệ thuật điệp cấu trúc, và ta nhận thấy không còn là từ đất nước nữa. Nhà thơ này vận dụng tính đơn lập của tiếng ở trong từ để tách đất và nước trở thành hai thành tố đầu tiên trong quá trình hình thành nên thực thể phôi thai đất nước. Được chưa nghe? Ok. Đất là nơi anh đến trường. Rõ ràng đây là cách nhìn nhận rất mới mẻ và thú vị. Chúng ta nhớ đến đó là không gian của trường học. Nơi đây là nơi chúng ta tiếp thu kiến thức. Các bạn nhé, nơi đây là nơi chúng ta tiếp thu kiến thức. Đúng không ạ? Ok. Nơi đây là nơi ta lớn khôn trưởng thành. Nơi ấy có thầy cô dịu hiền. Nơi ấy có bạn bè vô tư. Nơi ấy dạy cho chúng ta biết yêu quê hương từ những trang sách nhỏ. Nơi ấy là trường. Nước là nơi em tắm. Gợi ra cho chúng ta đó là dòng sông, con suối, bờ kênh. Nơi ấy nước gương soi bóng những hàng cây. Nơi ấy con người Việt Nam ta làm đẹp. Nơi ấy là nước. Để rồi từ hai thành tố ấy, chúng cộng gộp vào nhau, nhân đôi và sinh sôi nảy nở, dần dần trở thành khái niệm đất nước hoàn chỉnh. Đất nước là nơi ta hò hẹn. Ta nhận thấy đất nước trở thành không gian vừa riêng tư nhưng cũng vừa là không gian của cộng đồng. Đất nước trở thành ông tơ bà nguyệt, xe duyên kết tóc cho những lứa đôi yêu nhau ở Việt Nam. Đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm. Nhà thơ này mượn lại một bài ca dao nổi tiếng của người Việt Nam. Đúng nào? Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất. Khăn thương nhớ ai, khăn vắt lên vai. Khăn thương nhớ ai, khăn chùi nước mắt. Vậy đất nước này cũng là những không gian rất quen thuộc, chứng kiến những tình cảm vui buồn của con người. Vậy thì trong cách nhìn nhận đất nước này là gì, nhà thơ Nguyễn Quang Điểm khẳng định rằng đất nước này là những không gian thân thuộc, quen thuộc đối với mỗi con người chúng ta. Tiếp tục nhé, sang cho thầy, đó là trang số 119 sách giáo khoa này. Đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc, nước là nơi con cá ngư ông móng nước biển khơi. Điều ta nhận thấy rất rõ ràng ở đây đó là gì đấy? Nếu như những người nghiên cứu về địa lý, người ta nhìn nhận rằng đôi khi đất nước này là chiều dài của cương vực địa lý lãnh thổ. Đúng không? Nhưng Nguyễn Quang Điểm thì không nhìn nhận như thế. Đất nước này còn là chiều dài được đo bằng những khúc hát, những câu hò. Và đây là những câu hò nổi tiếng của người dân Bình Trị Thiên. Con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc, con cá ngư ông móng nước ngoài khơi. Gặp nhau đây xin phân tỏ đôi lời, kẻo mai kia con cá về sông Vịnh, con chim nọ đời đổi rời về non xanh. Được chưa? Những câu thơ mang tính chất khẳng định và trả lời của đoạn từ câu 10 đến câu thơ số 42 không nằm ở phần đầu của tác phẩm các bạn nhé. Đó, hay ở cuối tác phẩm. Mà đây chính là những câu thơ trả lời các bạn này. Trong quan điểm của Nguyễn Quang Điểm, đất nước này là một khoảng thời gian mênh mông. Đất nước này là một không gian rộng lớn và quen thuộc. Chúng ta không chỉ được kế thừa là những không gian quen thuộc cụ thể, chúng ta còn được kế thừa những không gian tâm linh. Và bên cạnh đó, Nguyễn Quang Điểm cũng đem đến một tư tưởng vô cùng mới mẻ. Đất nước này là nơi dân mình đoàn tụ. Với một quốc gia đa dân tộc như Việt Nam, thì việc đoàn tụ của nhân dân, sự đoàn kết của tất cả các dân tộc anh em là vô cùng quan trọng.
Đất nước của chúng ta là nơi đất lành chim đậu, đất nước của chúng ta là nơi đất thiêng rồng ở. Nói về thời gian, nhà thơ này tập trung dừng lại ở hai mốc thời gian, có ý nghĩa giống nhau nhưng lại có phần khác nhau. Thứ nhất, đó là thần thoại về Lạc Long Quân và Âu Cơ. Đúng nào, trong chương trình kể chuyện lớp 1, chúng ta đều đã từng được biết đến, đó là thần thoại về con rồng cháu tiên. Và lý do tại sao người Việt Nam mình lại có một khái niệm là khái niệm đồng bào là bởi vì mặc dù chúng ta có đa dân tộc anh em, nhưng chúng ta đều tin rằng chúng ta đều có một cội nguồn, nguồn gốc tổ tiên. Chúng ta đều máu đỏ da vàng, chúng ta đều có một lịch sử phát triển lâu dài, chúng ta có văn hóa truyền thống, phong tục tập quán lâu đời, chúng ta đều là con cháu của Lạc Cha, Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ, được sinh ra từ trong một bọc trăm trứng. Vì vậy, ở Việt Nam mình có khái niệm đồng bào, nghĩa là chúng ta đều được sinh ra từ trong một bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ. Đúng không ạ? Vậy thì mốc thời gian này nó không có thật, đúng không ạ? Nhưng nó lại tồn tại trong tâm trí của từng con người Việt Nam. Chúng ta ý thức được, đúng nào? Đó là cội nguồn tổ tiên của chúng ta đều là con cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Nó không phải là một mốc thời gian có thật trong lịch sử, nhưng nó tồn tại trong tiềm thức của từng con người Việt Nam. Tiếp tục nhá. Đấy, mốc thời gian thứ hai này, các bạn để ý đây này. Nhà thơ này dừng lại ở một mốc thời gian thứ hai. Đó là gì anh? Đó là các vua Hùng nha các bạn nhé. Đấy, khác với mốc thời gian, đó là mốc thời gian Lạc Long Quân và Âu Cơ, thì mốc thời gian về vua Hùng lại là mốc thời gian có tính chất lịch sử hành chính, bởi vì 18 đời vua Hùng của chúng ta là có thật các bạn nhé. Đó, được chưa nào? Và cũng chỉ có người Việt Nam là quốc gia duy nhất chúng ta có khái niệm về ngày quốc giỗ, với câu ca dao nổi tiếng: dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Ai trong chúng ta cũng trải qua sinh lão bệnh tử, ai trong chúng ta cũng đều được sinh ra lớn lên, việc nhà việc cửa, đúng nào? Đấy, chúng ta nhận thấy rất là rõ nhá, sinh con đẻ cái, việc nhà việc cửa cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nhưng người Việt Nam mình có một truyền thống, đó là nhắc nhở con cháu mai sau uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đúng không ạ? Đấy, chúng ta biết rằng chúng ta có ngày quốc giỗ và chúng ta đều có cùng một cội nguồn tổ tiên. Dù chúng ta là một quốc gia đa dân tộc, nhưng chúng ta đều có ý thức về cội nguồn tổ tiên. Như thế, chúng ta đều có cùng một nguồn gốc như vậy. Đúng không ạ? Trong quá trình làm ăn xa, có thể có những con người phải xa quê. Nhưng đến ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, người ở xa thắp nén tâm nhang, người ở gần hướng về đất tổ Hùng Vương, Phú Thọ. Các bạn nhé. Ok, tiếp tục này. Trong anh và em hôm nay đều có một phần của đất nước. Khi hai đứa cầm tay, đất nước cho chúng ta hài hòa nồng thắm. Khi chúng ta cầm tay mọi người, đất nước vẹn tròn to lớn. Chúng ta nhận thấy khi mình đọc những câu thơ này này, các em hiểu biết nhé. Trong những tác phẩm thơ thì về bản chất thơ là thánh ca của con tim. Nói như Huy Trực, thơ là đôi cánh nâng tôi bay. Nói như nhà phê bình văn học Diệp Tiếp, thơ là tiếng lòng. Nói như Lê Quý Đôn, thơ phát khởi từ trong lòng người ta. Hay khẳng định như Ngô Thì Nhậm, hãy xúc động ở hồn thơ cho ngòi bút có thần. Vậy thì bản chất của thơ là việc bày tỏ cảm xúc, đúng không? Bày tỏ cảm xúc. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng gặp những bài thơ mà nó có tính triết lý, triết luận ở trong đó. Nếu chúng ta đọc bài thơ Vội Vàng của nhà thơ Xuân Diệu, nhà thơ Xuân Diệu cũng triết lý về dòng chảy của thời gian. Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất, lòng tôi rộng những lượng trời cứ chật, không cho dài thời trẻ của nhân gian, nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn. Nhà thơ này triết lý rằng thời gian là một dòng tuyến tính, một đi không trở lại. Thế thì ở đây cũng vậy này, đúng không ạ? Đấy, hay là ví dụ các em đọc bài thơ Sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Đấy, thì chúng ta cũng biết có những cái câu thơ kiểu như là: ở ngoài kia đại dương trăm ngàn con sóng đó, con sóng con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở. Là người ta triết lý về tình yêu, chỉ cần hai người luôn hướng về nhau thì bao nhiêu phong ba bão tố, khó khăn thử thách cũng sẽ đều vượt qua hết. Thế thì ở cái đoạn thơ này thì khác nhé bạn nhé. Nhà thơ này đang triết lý về điều gì? Ông triết lý rằng, đúng không? Trong mỗi người chúng ta đều có một phần của đất nước. Chúng ta đều có phong tục tập quán lâu đời giống nhau, chúng ta đều có lịch sử bảo vệ và dựng xây đất nước, chúng ta đều máu đỏ da vàng, chúng ta đều nói ngôn ngữ đó là tiếng Việt, đúng không? Vậy thì đất nước hiện hữu lên trong từng cá thể, từng con người Việt Nam, để rồi từ đó ông gắn kết đó là gì đấy, đó là tình cảm cá nhân nhá, đấy, riêng tư với tình cảm cộng đồng, được chưa nào? Đấy, giữa tình yêu lứa đôi và tình yêu đất nước, giữa cái hàng ngày và cái vĩnh hằng nhá. Đấy,
Muốn khơi dậy được lòng yêu nước trong trái tim của người khác thì rõ ràng anh phải giải thích được đất nước này là gì. Và trong quan niệm của Nguyễn Quang Điểm, mỗi chúng ta đều là một thế hệ chủ nhân của đất nước này. Nếu như thầy là thế hệ chủ nhân đất nước của những năm 99, à 91 đúng không? Thì các em chính là gì đấy, chủ nhân tương lai ở thế hệ 2006, 2007 đúng không? Chúng ta đều kế thừa đó là nguồn gốc đúng nào, tổ tiên. Chúng ta đều được kế thừa không gian rộng lớn mênh mông đúng nào. Chúng ta được kế thừa đó là dòng chảy của thời gian, là dòng máu anh hùng. Các bạn nhé, đó. Nhà thơ này đã bắt đầu liên kết đó là gì em? Đó là cá nhân với cộng đồng. Đó là tình cảm lứa đôi với tình yêu quê hương đất nước giữa cái hàng ngày và cái vĩnh hằng, ông triết lý triết luận. Và đã từ rất lâu thì thơ Nguyễn Quang Điểm luôn luôn mang tính trí tuệ. Được chưa? Tiếp tục nhá. Mai này con ta lớn lên, con sẽ mang đất nước đi xa đến những ngày tháng mơ mộng. Đây chính là gì đấy? Đây chính là bút pháp lãng mạn em nhá. Đây chính là bút pháp lãng mạn. Tại sao tôi lại nói là bút pháp lãng mạn? Bởi vì sao? Bởi vì nó gợi cảm hứng về tương lai. Chúng ta cũng là một thế hệ của đất nước. Chúng ta không chỉ sống cho riêng mình, chúng ta còn sống cho những thế hệ mai sau. Và đây là việc sử dụng đó là bút pháp lãng mạn em nhá. Bút pháp lãng mạn, được chưa? Ok, gợi cảm hứng về tương lai. Trong chúng ta ai cũng vậy, chúng ta ai cũng sinh ra và rồi sẽ mất đi, đúng không nào? Nhưng chúng ta không chỉ sống cho riêng mình, chúng ta còn sống cho những thế hệ mai sau, đưa đất nước trở nên giàu có, vững mạnh. Được chưa? Ok, bây giờ chúng ta nói tiếp này. Chúng ta sang cho thầy, đó là trang số 120 nhá. Trang số 120 sẽ ở hoa này. Các em để cho thầy nhá. Đây, trang số 120 sẽ ở hoa này. Thì chúng ta có thể lý luận văn học, đúng không ạ? Chúng ta có thể lý luận văn học nhá. Một trong số những chức năng của văn học đó chính là chức năng giáo dục, đúng không em? Ok. Và với một quốc gia như Việt Nam thường xuyên xảy ra chiến tranh thì việc giáo dục về tinh thần yêu nước đó là một điều vô cùng cần thiết, đúng không các em? Ok nhá. Và chúng ta nhận thấy này, rõ ràng nhiều khi chúng ta nghĩ về từ đất nước nó là một khái niệm vô cùng thiêng liêng nhưng nó lại rất đỗi trừu tượng. Còn với Nguyễn Quang Điểm, một nhà thơ mang đầy tính trí tuệ trong thơ ca của mình, thơ của Nguyễn Quang Điểm là sự kết hợp hài hòa giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng. Ông chỉ ra rằng việc chúng ta yêu nước không phải là những điều xa xôi trừu tượng, mà yêu nước chính là những hành động vô cùng cụ thể. Được chưa? Em ơi em, ta nhận thấy này. Thơ là gì đấy? Thơ là một dòng nội tâm tuôn chảy mãnh liệt của nhân vật trữ tình được bày tỏ một cách có ý thức. Nhiều lúc các bạn cứ hỏi thầy là thầy ơi em ở đây là ai và anh ở đây là ai? Thì thầy cũng giải thích cho các bạn luôn nhé, đúng không? Trong một tác phẩm thơ thì sẽ có nhân vật trữ tình. Nhân vật trữ tình là người thay thế cho tác giả để bày tỏ cảm xúc nhé. Đấy, là người thay thế cho tác giả để bày tỏ cảm xúc. Và trong tác phẩm đất nước này có hai nhân vật trữ tình giả tưởng, đó là anh và em, người con trai và người con gái cùng nhau bàn luận về hai tiếng đất nước. Một người yêu nước thế nào là yêu nước? Yêu nước là chỉ ra rằng gì đấy? À, phải ý thức được rằng đất nước này quan trọng với mỗi con người Việt Nam như là máu xương của mình. Ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi tổ quốc nếu cần ta sẽ chết cho mỗi mái nhà, ngọn núi, con sông. Ta sẵn sàng xé trái tim ta cho tổ quốc và cho tất cả, đúng không? Đấy, con người mà không có đất nước, con người mà rơi vào tình cảnh nước mất nhà tan thì cuộc sống thật sự trở nên vô nghĩa. Cũng giống như con người mà không có máu xương thì không tồn tại sự sống. Chúng ta đã từng bắt gặp Huy Cận trong bài thơ Tràng Giang, đứng giữa quê hương mà cảm thấy thiếu quê hương, tổ quốc quanh ta đâu sao không thấy, nhân dân quanh mình mà có cũng như không. Các bạn nhé, đó là nỗi niềm, đúng nào, của một nhà thơ mới 30-45, đúng nào? Nỗi niềm của một người trí thức trong tình cảnh con dân mất nước. Thứ hai, phải biết, em đến này. Phải biết ở đây, đó là nghệ thuật điệp từ, đúng không? Nhấn mạnh, luyến láy vào trong tiềm thức của chúng ta về ý thức, trách nhiệm và sứ mệnh. Vậy thế nào là yêu nước thế nào mới là đúng đắn? Thứ nhất, đó là gắn bó. Thứ hai, đó là san sẻ. Đó, nhớ đây nhé, gắn bó và san sẻ. Vẻ đẹp này ta từng bắt gặp đồng điệu với bài thơ Từ Ấy của nhà thơ Tố Hữu nhé. Tôi buộc lòng tôi với mọi người để tình trang trải với muôn nơi, để hồn tôi với bao hồn khổ gần gũi nhau thêm mạnh khối đời. Là một người yêu nước phải chủ động đoàn kết nhân dân, đúng không? Đấy, chủ động gắn bó và đoàn kết. Là một người yêu nước phải thấu hiểu nỗi đau của đất nước mình, dân tộc mình, tổ quốc mình. Và bên cạnh đó, khác với bài thơ Từ Ấy, nhà thơ chỉ rằng thậm chí yêu nước là chúng ta sẵn sàng hy sinh cho từng tấc đất quê hương. Đó,
giống như Bác Hồ đã từng khẳng định, đúng nào? Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Vậy trong cách nhìn của Nguyễn Quang Điểm, ông đã thức tỉnh mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đó là gì đấy? Thế nào là yêu nước? Yêu nước không phải là chúng ta yêu một khái niệm trừu tượng, không phải là yêu một cái gì quá chung chung, mà yêu nước là những hành động cụ thể. Phải ý thức được rằng đất nước quan trọng như máu xương của mỗi người. Nếu không có máu xương không tồn tại sự sống. Con người mà không có quê hương đất nước thì cuộc đời ấy thực sự trở nên vô nghĩa. Một người yêu quê hương, một người yêu đất nước phải chủ động gắn bó, đoàn kết nhân dân, đoàn kết dân tộc. Một người yêu nước phải thấu hiểu nỗi đau của đồng bào mình, nhân dân mình, đất nước mình. Một người yêu nước sẵn sàng hy sinh cho từng tấc đất quê hương. Đó chính là yêu nước. Đó là những hành động vô cùng cụ thể. Và đó chính là nội dung từ câu thơ số 10 đến câu thơ số 42 trả lời cho câu hỏi đất nước này là gì các em nhé. Tiếp tục này, từ câu thơ số 43, đây, câu thơ số 43 đây các bạn nhé. Đó là trang số 120 trong sách giáo khoa cơ bản ngữ văn lớp 12 kỳ 1, đúng không? Thì chúng ta để ý cái này, ở trong đoạn trích này, đấy, ở trong đoạn trích này nhá. Đây, để thầy zoom ra các bạn nhìn rõ nhá, đúng không? Ở trong đoạn trích này, thì ở trang số 120 của em, nhà thơ này triển khai tư tưởng đất nước này là do ai làm ra, đúng không? Và triển khai trên bình diện của chiều rộng không gian địa lý. Triển khai trên bình diện của chiều rộng không gian địa lý. Và chúng ta để biết rằng này, đôi khi chúng ta nhìn nhận theo góc độ của những người nghiên cứu về địa lý. Thế thì địa lý là cái gì? Các bạn nhé, địa lý là cái gì? À, đôi khi chúng ta nghĩ rằng địa lý là tất cả những yếu tố về mặt tự nhiên trên một đơn vị diện tích lãnh thổ, đất nước. Tất cả những yếu tố như những ruộng, đồng, gò, bãi, những ngọn núi, con sông thì đó là địa lý. Hoặc cũng có những người thì người ta quan niệm rằng địa lý là sự va chạm của các lục địa với nhau, đúng không? Đấy, tạo ra sông, tạo ra núi, tạo ra đồi, đúng không? Ok, đấy. Thế thì đây là cái cách lý giải của những người nghiên cứu về địa lý, đúng không? Nguyễn Quang Điểm không nhìn nhận như thế. Trong cái nhìn của Nguyễn Quang Điểm, tất cả những yếu tố về địa lý không phải chỉ do trời phú, không phải chỉ do ông trời và thiên nhiên ban tặng, nhớ các bạn nhé, mà đó chính là do con người mà có. Do con người mà có, đấy nhá. Được chưa nào? Đó, nhà thơ này đã đi hết chiều dài của mảnh đất hình tia chớp của Tổ quốc Việt Nam. Và ông nhận thấy trên mỗi chặng đường mình đi qua thì luôn luôn có tên gọi của những địa danh. Và tên gọi của những địa danh này là do đâu mà có, nhá. Là do ai đặt tên cho địa lý lãnh thổ. Nhà thơ tập trung lý giải vào tên gọi của địa danh. Và chừng nào còn thiếu đi tên gọi, chừng đó còn thiếu đi cái hồn của con người, nhá. Đấy, việc đặt tên gọi cho địa danh không thể làm được một cách tùy tiện, đúng nào? Vậy thì địa lý lãnh thổ của chúng ta, tên gọi của những địa danh là do đâu mà có? Nhà thơ này sử dụng 8 câu thơ, đúng không? Với sự liệt kê từ ngoài Bắc vào Nam, nhá. Đó là những địa danh quen thuộc từ ngoài Bắc vào Nam. Thứ nhất này, những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước, đó là núi Vọng Phu. Đúng không em? Vọng Phu là chờ chồng, các bạn nhé. Đó là câu chuyện về nàng Tô Thị, đúng không? Đó là một địa danh ở địa đầu Tổ quốc, đó là Lạng Sơn, đúng không? Đấy, đó là gì các em? Đó là hành động chờ chồng hóa đá, trở thành hòn Vọng Phu, đem lại biết bao nhiêu những cảm động của người phụ nữ Việt Nam. Và đây đã là một nét đẹp rất là gì các em? Thủy chung của người phụ nữ Việt Nam. Đó, chúng ta thấy những bà mẹ Việt Nam anh hùng đợi các con của mình đi chiến đấu trở về. Chúng ta thấy những người vợ đợi chồng của mình trở về. Chúng ta thấy những người em gái đợi người yêu của mình từ chiến trường trở về. Tất cả đã trở thành hình sông thế núi, đã trở thành núi Vọng Phu, đem lại biết bao nhiêu những cảm động là minh chứng cho tấm lòng thủy chung, là truyền thống chờ chồng tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tiếp tục, cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn chống mái. Nếu chúng ta đến những vùng biển của Việt Nam, chúng ta sẽ bắt gặp những tảng đá lớn có hình ảnh giống như một đôi gà. Đúng các bạn, đó. Và chính nhân dân đã đặt tên cho chúng là hòn chống mái để ca ngợi tấm lòng thủy chung của những cặp vợ chồng ở Việt Nam. Đó, ok. Tiếp tục nhá. Gót ngựa của thành gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại. Ngoài nghệ thuật liệt kê thì ta còn nhận thấy nhà thơ này liên tục sử dụng phép điệp từ góp trong các câu thơ. Từ những con vật cho đến những con người, tất cả đều hóa thành hình sông thế núi. Được chưa? Nhìn nhận về trăm ao trăm đầm ở Đông Anh, Sóc Sơn, Hà Nội, đó không chỉ đơn giản là dấu chân của thánh gióng đi qua, đó là bước chân của những con người Việt Nam ra trận, đúng không? Mà để lại trăm ao trăm đầm. 99 con voi góp mình giữ đất Tổ Hùng Vương. Nếu ai đã từng đến với đất Tổ Hùng Vương, chúng ta cùng biết đến đó là dãy núi Hy Cương hùng vĩ.
Và để lý giải về dãy núi hy cơ hùng vĩ ấy, đó là truyền thuyết về 99 con voi góp mình dựng đất tổ Hùng Vương, quy phục vua Hùng. Các bạn sẽ hỏi thầy là thầy ơi, thế cái con voi thứ 100 nó đi đâu? Con voi thứ 100 không quy phục vua Hùng và nó gì đấy bị sét đánh. Cho nên nó là một phần khuyết trên dãy núi Hy Cương và tất nhiên đó chỉ là truyền thuyết các bạn nhé. Được chưa? Những con rồng nằm im góc dòng sông xanh thẳm. Nhắc đến con rồng, ta biết đến đó là sản phẩm của trí tưởng tượng con người, là những gì vô cùng cao siêu thiêng liêng và nó gắn liền với uy quyền của nhà vua. Nhưng ở đây những con rồng ấy bước vào thơ ca của Nguyễn Quang Điểm, nó trở nên gần gũi đúng nào như những dòng sông, để chúng ta biết rằng đó là đồng bằng sông Cửu Long bốn mùa hoa trái tốt tươi. Nhìn nhận về dân tộc Việt Nam, một dân tộc có truyền thống hiếu học, nhà thơ đề cập đến đó là núi hình bút và non hình niên có ở Quảng Ngãi. Nhìn nhận về đất nước Việt Nam thông qua hình ảnh của một cậu học trò nghèo. Hình ảnh của một cậu học trò nghèo các bạn nhé. Có thể chúng ta nghèo về vật chất nhưng không bao giờ nghèo về ý chí, nghèo về tinh thần. Trong quá trình đi khai hoang, nhân dân Việt Nam ta tìm ra những hòn đảo vô cùng xinh đẹp ở khu vực Hạ Long. Đúng không em? Ok, Hạ Long nhé các bạn nhé. Để rồi họ đặt tên cho những hòn đảo xinh đẹp ấy là đảo Cóc, đảo Gà. Để rồi trong mắt của bạn bè quốc tế khi đến thăm Việt Nam thì Hạ Long thực sự trở thành một kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Những người dân nào đã góp tên ông Đốc, ông Trang, bà Đen, bà Điểm. Để chúng ta nhận thấy này, đúng nào, mỗi một con đường chúng ta đi qua đều có một tên gọi. Và nhà thơ này tập trung lý giải vào tên gọi ấy nhá. Đằng sau một tên gọi lại là một huyền thoại. Đằng sau một huyền thoại lại là cuộc đời của những con người. Không ai khác, đó chính là do nhân dân đặt tên cho những địa danh. Nhân dân hóa thân mình để trở thành đất đai quê hương xứ sở. Nhà thơ đúc rút những vần thơ thành chân lý. Ôi đất nước sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Đó là gì đấy em? Đó là địa lý trên góc độ địa lý. Đúng không em? Ok. Đất nước trên tư tưởng địa lý. Vậy thì nhân dân hóa thân mình để trở thành đất đai quê hương dáng hình xứ sở. Nhân dân tìm ra địa lý. Nhân dân đặt tên cho địa danh. Địa danh ấy đôi khi được mang tên của những con người mà ta chẳng thể nhớ mặt đặt tên, nhưng họ hóa thân mình để trở thành đất nước quê hương dáng hình xứ sở. Đất nước Việt Nam, 4.000 năm lịch sử, lưng tựa thế núi, mắt trông ra biển Đông, thiên nhiên nơi đâu chẳng hóa hồn con người. Nhá, ok, đây là góc độ địa lý này. Tiếp tục nhá, chúng ta sang cho thầy, đó là trang số 121 trong sách giáo khoa về, đúng không? Về cái đoạn thơ này này các bạn này, đoạn thơ này, 121 nhá, chúng ta nhận thấy này, nhà thơ này triển khai tư tưởng đất nước này là của nhân dân trên bình diện của chiều dài lịch sử nhá. Nhà thơ này triển khai tư tưởng đất nước là của nhân dân này trên bình diện của chiều dài lịch sử. Và khi chúng ta nói về lịch sử, chúng ta nhớ đến đó là đại thi hào Nguyễn Trãi, đúng không, là một nhà sử gia chính thống, được chưa? Thì trong cách nhìn của đại thi hào Nguyễn Trãi, lịch sử là gì? Là sự tiếp nối của các triều đại phong kiến từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập cùng Hán Đường Tống Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương. Nhưng trong cách nhìn nhận của Nguyễn Quang Điểm khác, đúng không nào? Nguyễn Quang Điểm không nhìn nhận theo lối của một người, một sử gia chính thống, mà ông nhìn nhận lịch sử theo lối gợi mở lịch sử. Ông nhìn nhận lịch sử theo lối gợi mở lịch sử với những câu thơ: em ơi em, hãy nhìn rất xa vào 4.000 năm đất nước, năm tháng nào cũng người người lớp lớp, con gái con tặng con trai bằng tuổi chúng ta cần cù làm lụng. Khi có giặc, người con trai ra trận, người con gái trở về nuôi cái cùng con. Vậy thì khi mình đọc đoạn thơ này, mình nhận thấy này, nhà thơ này không hề đề cập đến bất cứ một vị danh tướng nào. Nhà thơ này không hề đề cập đến những chiến thắng lừng lẫy nào hết. Nhà thơ này không đề cập đến bất cứ một vị vua nào. Nhà thơ này không cần đề cập đến bất cứ một triều đại nào. Mà ông nhìn nhận lịch sử theo lối gợi mở lịch sử, ông tập trung xoáy sâu vào con số 4.000 năm đất nước. Và trong cách nhìn của ông với quan điểm, 4.000 năm qua, đó là 4.000 thế hệ người Việt Nam ra trận nhá. Lớp cha trước, lớp con sau cũng thành đồng chí chung câu quân hành. Vẻ đẹp này ta từng bắt gặp trong những vần thơ của Hoàng Trung Thông. Ta lại viết bài thơ lên báng súng, con lớn lên đang viết tiếp thay cha, người đứng dậy viết tiếp người ngã xuống, ngày hôm nay viết tiếp ngày hôm qua. Bảo vệ đất nước này không chỉ có những nhà vua, không chỉ có những bậc mãnh tướng, đúng không nào? Mà bảo vệ đất nước này đó chính là 4.000 thế hệ người Việt Nam ra trận, nguyện ngã xuống để tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Vẻ đẹp của những con người ấy ta đã từng bắt gặp trong bài Dáng Đứng Việt Nam của nhà thơ Lê Anh Xuân đã từng viết.
anh ngã xuống trên đường băng Tân Sơn Nhất, nhưng anh gượng đứng lên tì súng lên xác trực thăng. Máu anh phun ra hình tia đạn cầu vồng, và anh chết trong khi đang đứng bắn. Anh tên gì hỡi anh yêu quý mà sẽ đứng lặng im như bức tượng thành đồng, như đôi dép anh dẫm lên bao xác Mỹ mà vẫn giữ một màu bình dị sáng trong. Không một dòng địa chỉ, chẳng một tấm hình trước lúc lên đường, nhưng từ hình ảnh của anh giải phóng quân ấy, tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Bảo vệ đất nước này, viết lên trang sử vẻ vang không ai khác, đó chính là máu xương của nhân dân. Bởi vậy mà ta đến với quan điểm của nhà triết gia Engels, đúng không? Engels đã từng nói, nếu như không có máu, mồ hôi và nước mắt thì không có lịch sử của dân tộc. Bảo vệ đất nước này, viết lên trang sử vẻ vang của đất nước này, bảo vệ quê hương bờ cõi không ai khác, đó chính là máu xương của nhân dân. Ok, nhân dân là người ra đi để bảo vệ đất đai quê hương dáng hình xứ sở. Tiếp theo này, chúng ta đến với năm câu thơ được bắt đầu bằng một chủ ngữ duy nhất, đó là từ họ, các bạn nhé. Đúng không? Đấy, đều được bắt đầu với một chủ ngữ duy nhất của từ họ. Và họ ấy là để chỉ ai? Họ ấy chính là để chỉ nhân dân. Đó chính là công lao của nhân dân. Đúng nào? Vậy chúng ta cùng nhau nhìn nhận lại, đó là công lao của nhân dân. Họ đã làm gì cho những thế hệ mai sau? Thứ nhất nhá, họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng. Đúng nào? Để chúng ta có được hoa trái tốt tươi như ngày hôm nay, để chúng ta có được hạt gạo dẻo thơm, đúng nào, ta ăn hàng ngày, đó chính là công lao của cha ông đã giữ gìn và bảo vệ những hạt giống để mùa sau ta trồng, đúng không em? Đó. Tiếp theo nhé, họ truyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi. Truyền ở đây là hành động truyền tay nhé, truyền ở đây này là hành động truyền tay, đúng không em? Không phải là truyền thống, không phải là truyền lại, mà là truyền tay, truyền CH, đúng không ạ? Vậy thì họ truyền cho nhau điều gì? Họ truyền cho nhau đó là lửa, các bạn nhé. Chúng ta có thể hiểu này, thơ hay ý tại ngôn ngoại. Trong thơ ca luôn có tính hàm xúc bởi vì đây là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Lửa ở đây ta có thể hiểu, đó là ngọn lửa mang tên sức sống của dân tộc Việt Nam. Đó là 4.000 thế hệ người Việt Nam trong một cuộc chạy đua tiếp sức truyền cho nhau ngọn lửa mang tên sức sống của dân tộc Việt Nam, được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ trái tim của người già sang lồng ngực của người trẻ. Chúng ta cũng có thể hiểu, lửa chính là tượng trưng cho nền văn minh. Nhân dân đã truyền lại nền văn minh cho những thế hệ mai sau. Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói. Chúng ta nhớ đến đó là tiếng mẹ đẻ, đó chính là tiếng Việt của chúng ta. Và để nói về tiếng Việt, chúng ta không thể quên được những vần thơ của Lưu Quang Vũ trong bài thơ tiếng Việt vô cùng nổi tiếng của ông. Lưu Quang Vũ đã từng viết, đúng nào? Đó, ôi tiếng Việt như tận cày như lụa, óng che ngà và mềm mại như tơ. Bạn nhé, đấy. Ôi tiếng Việt như đất cày như lụa, óng che ngà và mềm mại như tơ. Nhá, tiếng Việt của chúng ta, đó chính là tiếng nói của chúng ta. Đúng nào? Chúng ta đừng tự hào rằng chúng ta nói được bao nhiêu thứ tiếng. Nhá, đấy. Chúng ta nhận thấy rất là rõ nhá. Ok, đấy. Chúng ta đừng tự hào là chúng ta có thể nói được bao nhiêu thứ tiếng, mà chúng ta hãy tự hào rằng chúng ta, đúng nào, chúng ta rất yêu mến tiếng Việt. Tiếng Việt là tài sản vô giá của con người Việt Nam, đúng không? Đấy, truyền từ đời này qua đời khác, và chúng ta tự hào rằng chúng ta trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc, hàng trăm năm thực dân, 5 năm phát xít, nhưng không có bất cứ một tỉnh thành nào của Việt Nam nói tiếng của nước ngoài. Chúng đến đây xâm lược đất nước ta, đồng hóa người Việt nhưng không thành, đúng không? Và tiếng Việt chính là tài sản vô giá mà chúng ta phải bảo vệ và gìn giữ, là sự phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác, là tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Vậy ai là người đã truyền lại tiếng Việt? Không ai khác, đó chính là mẹ cha ta dạy ra tập nói. Và mẹ cha ta thì cũng chính là sự hóa thân của nhân dân. Nhân dân đã bảo vệ tiếng nói, nhân dân đã bảo vệ ngôn ngữ, nhân dân đã bảo vệ đó là những di sản văn hóa của con người Việt Nam. Tiếp tục, họ gánh cho tên xã, tên làng trong mỗi chuyến đi dân, để có được một đất nước xinh đẹp như ngày hôm nay, đó chính là công lao đi khai hoang mở cõi của nhân dân nhé. Những thành quả của họ là những thế hệ mai sau được hưởng thụ, đúng không các em? Đó, họ đắp đập bê bờ cho người đời sau trồng cây hái trái, tất cả đều là họ. Với cả trong cách nhìn của Hoa Phổ Tường, các em cũng đều biết, tất cả mọi giá trị rồi sẽ bị thời gian làm mờ đi, nhưng chỉ có văn hóa là tồn tại mãi mãi. Vậy bảo vệ nền văn hóa, phong tục tập quán này không ai khác, đó chính là nhân dân. Nhân dân truyền lại cho chúng ta tất cả những nét đẹp về văn hóa, phong tục tập quán. Nhân dân bảo vệ tiếng nói chữ viết. Nhân dân bảo vệ những hạt giống để mùa sau ta trồng. Cha ông của chúng ta đã sống và để lại rất nhiều những tài sản vô giá đối với con người Việt Nam, những thế hệ trẻ mai sau. Chính nhân dân là những người vùng lên để chống lại ngoại xâm, nội thù. Các bạn nhé.
Đó. Và câu hai, câu thơ cuối của trang số 121 này, để đất nước này là đất nước nhân dân, đúng không? Đây chính là tư tưởng chủ đạo trong bài thơ đất nước, trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ tác phẩm, trở thành mạch nguồn cảm xúc cho toàn bộ bài thơ. Đất nước này của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại, một câu thơ với hai vế câu là hoàn toàn bằng nhau. Nhân dân là những người sáng tạo ra ca dao thần thoại, nhân dân truyền lại cho chúng ta đó là ca dao thần thoại. Vậy nhân dân chính là những người dệt lên ca dao thần thoại, nhân dân chính là những người làm ra đất nước này. Dù trên cả góc nhìn địa lý, chiều rộng địa lý, chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa, nét đẹp văn hóa là dân nhân dân bảo vệ và gìn giữ, bảo vệ đất nước này là máu xương của nhân dân, và gì đấy, và địa lý lãnh thổ là do nhân dân đặt tên. Đằng sau một tên gọi lại là một huyền thoại, đằng sau một huyền thoại lại là cuộc đời của những con người, chính những con người ta chẳng thể nhớ mặt đặt tên ấy, họ làm ra đất nước này. Ok, chúng ta đến với thầy, đó là trang số 122 trong sách giáo khoa ở đây. Trang số 122 sách giáo khoa của em này. Đấy, cho nhận thấy nhá. Chúng ta đều biết rằng chất liệu của hội họa đó chính là màu sắc, đường nét, hình khối. Nếu như chất liệu của điêu khắc có thể là đá quý, có thể là gỗ quý, đúng không ạ? Thế thì chất liệu của văn học đó chính là gì đấy? Đó chính là ngôn từ các bạn nhé. Và nếu như em đọc bài thơ Đất nước của chúng ta thì chúng ta nhận thấy này, chất liệu ở đây được sử dụng rất nhiều đến từ ca dao tục ngữ, đúng không em? Đấy. Cho nên nhà thơ không cần phải trích ra toàn bộ một câu ca dao, nhưng nó sẽ hiện hữu lên trong trái tim của chúng ta một cách rất thân thương, giản dị, mộc mạc và gần gũi. Nhà thơ này sử dụng ba câu ca dao nổi tiếng để khái quát lại những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam từ ngàn xưa cho đến tận ngày hôm nay. Thứ nhất, yêu em từ thuở trong nôi, em nằm em khóc, anh ngồi anh ru. Người Việt Nam mình đã yêu là yêu chung thủy, đã yêu là yêu hết mình nhá. Đấy, đã yêu là yêu rất chân thành. Đúng không ạ? Ok nhá. Tiếp theo này, biết quý công cầm vàng những ngày lặn lội. Chúng ta nhớ đến câu ca dao cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng, đúng không? Đấy, người Việt Nam mình không quá chú trọng về vật chất mà trân trọng sức lao động. Thứ ba, đó là câu ca dao thù này ắt hẳn còn lâu, chồng che thành gậy, gặp đâu đánh què. Tại sao tất cả những kẻ thù xâm lược Việt Nam đều phải trả giá đắt, đều phải chuốc lấy thất bại? Kể cả các em đã từng biết đó là quân Nguyên Mông, đúng không? Khi nó đã chiếm được gì đấy, toàn bộ châu Á và 1/3 của châu Âu. Đấy. Thế nhưng đến Việt Nam vẫn phải chuốc lấy những thất bại cay đắng. Tại vì người Việt Nam trong chiến đấu, các bạn nhé, đấy, đó là gì đấy? Kiên trì, bền bỉ, đúng không ạ? Kiên trì và bền bỉ, nhá. Đấy, đó chính là những câu ca dao để nói lên những đức tính vô cùng quen thuộc của con người Việt Nam. Đã yêu là yêu thủy chung, chân thành. Đúng nào? Không cần quá quan trọng về của cải vật chất mà rất trân trọng sức lao động. Thứ ba, đó là gì em? Ta nhận thấy rất là rõ nhá. Trong chiến đấu, người Việt Nam ta kiên cường, bền bỉ. Vẻ đẹp này ta cũng đã từng bắt gặp trong thơ của Tố Hữu. Đúng nào? Đấy, yêu biết mấy những con người đi tới, hai cánh tay như hai cánh bay lên, ngực dám đỡ những phong ba bão táp, chân đạp bùn không sợ những loài sên. Nếu các bạn thuộc được bốn câu thơ cuối trong bài Đất nước thì rất tốt, bởi vì em có thể áp dụng cho cả sông Đà và áp dụng trong cả sông Hương. Đấy, tất cả những bài sông. Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu, mà khi về đất nước mình thì bắt lên câu hát, người đến hát khi chèo đò kéo thuyền vượt thác, gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi. Nếu ai đã từng đọc tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, một nhà văn tài hoa uyên bác, thì ở phần kết của tác phẩm Người lái đò sông Đà, nhà văn đã hóa thân nhập mình vào dòng sông để lắng nghe và cảm nhận, nghe thấy tiếng nói êm êm của người xuôi, nghe thấy gì em, nhìn thấy những con thuyền buồm vải khác với những con thuyền mình nở chạy buồm cánh én, đúng không? Và ông nhận ra rằng trên mỗi dặm dài của Tổ quốc Việt Nam thì con người và thiên nhiên hòa quyện gắn bó. Nếu chúng ta yêu thiên nhiên, yêu cảnh sắc, đúng nào, của Việt Nam, cũng chính là yêu quê hương, yêu đất nước, yêu dân tộc Việt Nam ấy nhá. Đoạn trích thể hiện được cảm nghĩ mới mẻ của tác giả về đất nước qua những vẻ đẹp được phát hiện ở chiều sâu trên nhiều những bình diện như lịch sử, địa lý và văn hóa. Đóng góp riêng của đoạn trích là ở sự nhấn mạnh tư tưởng đất nước này là của nhân dân bằng hình thức biểu đạt giàu suy tư qua giọng thơ trữ tình, chính luận sâu lắng thiết tha. Thơ của Nguyễn Khoa Điềm là như thế, là sự kết hợp hài hòa giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng. Chúng ta đều biết rằng với quy luật của thời đại, quy luật của thời gian, có những con thuyền vừa mới ra khơi đã chìm nghỉm, nhưng có những con thuyền, đúng nào, đã gì đấy, đến được bến bờ trong trái tim của bạn đọc và chiến thắng được sự băng hoại của thời gian vì những giá trị mà nó đem đến. Nhà thơ này đem đến một tư tưởng vô cùng đúng đắn, đất nước này là của nhân dân, do nhân dân làm ra, sẽ do nhân dân bảo vệ và gìn giữ muôn đời. Nhá. Thầy xin được chúc tất cả các bạn học sinh 2K6 trên khắp cả nước chúng ta sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới, đúng không?
Đấy, và đúng như lời hứa với các bạn thì thầy đã giảng cho các bạn hết toàn bộ 90 câu thơ trong đoạn Trích Đất Nước của nhà thơ Nguyễn Quang Điểm nhá. Ok, nếu như bạn nào muốn về với đội của thầy Nhật thì các bạn có thể nhắn tin cho fanpage lớp văn thầy Nhật. Thầy Nhật luôn sẵn sàng được đồng hành cùng với các em, kể cả 2K6 và kể cả 2K7. Tất nhiên là một số bạn học sinh 2K6 thì hỏi là thầy 17 ngày cuối có kịp không? Thầy, câu trả lời của thầy vẫn là kịp. Chúng ta có 14 tác phẩm, chúng ta có 17 ngày. Vậy thì chúng ta có khoảng hơn một ngày để học một bài. Kịp là thoải mái nhá. Và thầy cũng đã có lớp cho 2K7, kể cả online, kể cả học trực tiếp tại Hà Nội. Nếu các bạn muốn về với đội của thầy Nhật, hãy nhắn tin cho fanpage lớp văn thầy Nhật. Thầy Nhật luôn sẵn sàng được đồng hành cùng với các em. Và xin chúc tất cả các bạn học sinh 2K6 trên khắp cả nước chúng ta sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới. Thầy Nhật yêu các bạn rất nhiều.